vàng đẹp ha. 15 kg nước, tổng cộng 9 thùng anh, còn 2 thùng, 3 thùng nữa. Vàng đẹp. Hôm nay sắp đi Bà Rịa Vũng Tàu, tổng thể là 9 thùng. 2, 4, 5. Ôi thôi, được rồi. Đứng đây thấy. Ủa cái xe này chở gì mà có cái bông hồng á? Bông hồng. Rồi, ok, giờ trả lương.